Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Và trước mặt các bác đây là cái tủ để đựng thiết bị các bác nhé. Thì mình có thể đựng dây điện này, dây nguồn, dây tín hiệu hay những cái dây mà các bác đây đi làm tổ chức sự kiện. Thì cái tủ này nó sẽ chia thành hai ngăn các bác nhé, chia thành hai ngăn giống như cái tủ bim đôi thôi. Thì cái chiều sâu của cái lòng này là 52 phân, cái chiều rộng này là 41 phân, còn từ đây sang bên này là 40 phân trên một ngăn đó. Thì bên ngoài của nó thì nó sẽ có mỗi bên hai cái tay sách như thế này, hai tay sách. Còn khi mà đậy vào thì nó sẽ có hai khóa bướm các nhá, hai khóa bướm để mình để như này, mỗi bên hai cái, bên này một cái nữa. Bên trên này nó sẽ có bốn cái cốc để đựng bánh xe, và toàn bộ bánh thì đều có cái khóa hết các nhá, có cái khóa hết đây. Đấy, cái này các bác đợi đằng sau này nó sẽ đều có bản lề hết nhá, hai cái bản lề 1, 2 đó. Sau này đi làm thì các bác thấy không? Để em đẩy này. Đấy, đi làm thì nó nhẹ nhàng đấy các bạn. Mình cho hết vào đây thì mình đi làm thì mình bảo vệ được cái các cái thiết bị của mình. Nếu như các bác nào đang có nhu cầu mua các cái sản phẩm tủ thiết bị hoặc là đóng theo yêu cầu nhá, thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng Hoàng Long bên em nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này, và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau nhá. Bye bye các bác.